Thưa quý vị, nếu như trước đây ngân hàng được xem như kênh đầu tư hiệu quả của đa phần người dân Việt Nam bởi có lãi suất cao lại đều đặn định kỳ, thì 5 năm trở lại đây, bảo hiểm nhân thọ mới là giải pháp tài chính được nhiều người quan tâm và lựa chọn. Bảo hiểm nhân thọ với nhiều loại hình không chỉ giúp bảo vệ người dân trước rủi ro mà còn là kênh tiết kiệm và đầu tư tài chính hữu hiệu. Ngoài ra, các hợp đồng bảo hiểm còn có nhiều đặc điểm nhằm hỗ trợ tối đa cho người tham gia. Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, người dân có thể vay từ hợp đồng để đóng phí, có thể thêm hoặc bớt phần phí bảo hiểm cho phù hợp với điều kiện tài chính trong từng giai đoạn. Đây chính là lý do mà vì sao bảo hiểm nhân thọ ngày càng được nhiều người dân lựa chọn là một trong những giải pháp tài chính của gia đình. Theo số liệu từ Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính, chỉ riêng trong 10 tháng đầu năm 2016, số lượng hợp đồng khai thác mới của bảo hiểm nhân thọ đạt 1.039.590, tăng 14% so với năm 2015. Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới ước đạt 13.127 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Từ những tín hiệu tích cực của phía thị trường trong những năm gần đây, ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã cho biết nhiều loại hình bảo hiểm đang rất thu hút và trong tương lai gần, bảo hiểm nhân thọ sẽ trở thành xu hướng tài chính của người Việt. Bảo hiểm giáo dục thì đây là sản phẩm nhân thọ đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. Hiện vẫn đang là một cái sản phẩm bảo hiểm rất được ưa chuộng ở Việt Nam, bởi vì là cái người Việt Nam luôn muốn đầu tư cho cái việc học hành của con cái sau này. Đối với sản phẩm bảo hiểm sức khỏe thì đây là sản phẩm ngày càng nhận được nhiều cái sự quan tâm của người dân, bởi vì khi mức sống cao lên thì người ta có cái xu hướng là quan tâm đến cái việc chăm sóc sức khỏe, y tế. Ngoài ra thì cái việc về vấn đề về môi trường, vấn đề về thực phẩm ô nhiễm vân vân, vấn đề về những cái bệnh hiểm nghèo, thì bây giờ thì đã có những sản phẩm bảo hiểm như thế để đáp ứng được nhu cầu của người dân rồi, và đây là những cái sản phẩm mà người dân cũng càng ngày càng quan tâm và cái tốc độ tăng trưởng rất là cao. Còn về cái bảo hiểm liên kết đầu tư thì đây là vẫn là một trong ba cái sản phẩm được ưa chuộng tại thị trường, bởi tính ưu việt của sản phẩm này đấy là vừa có yếu tố là bảo vệ để vừa có cơ hội sinh lời đầu tư. Có hai con nhỏ, chị Trần Thị Hồng Minh, ngụ quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chọn cho con mình tham gia đến tận 2 hợp đồng bảo hiểm. Có ở nhà thì mua cái bảo hiểm của Prudential, với lại cái Job Life thì mình mới mua cho bé qua một người bạn thôi. Tại vì mình thấy là cái thứ nhất là mình thấy cái đó nó cũng hay cho cái lứa tuổi học trò của bé. Cũng tham gia, nhưng chị Trần Thị Hồng Vân ở Thái Hà, Hà Nội thì lại hơi băn khoăn trước nhiều nội dung liên quan đến hợp đồng bảo hiểm. Với tôi thì từ khi có con nhỏ thì tôi thấy cái nhu cầu mua bảo hiểm nhân thọ là rất là phù hợp và hữu ích ấy. Thì tôi cũng có quan tâm đến nhiều cái loại bảo hiểm ở trên thị trường của các hãng. Nhưng mà các cái hợp đồng bảo hiểm thì thường là rất là nhiều từ ngữ chuyên ngành, đọc rất là khó hiểu mà cũng phải cần các bạn ấy đến và các bạn hướng dẫn cụ thể và giải thích chi tiết từng hạng mục và từng cái từ ngữ của nó thì mình có thể hiểu hết được. Nỗi băn khoăn này cũng là vấn đề của rất nhiều người dân khi có ý định tham gia bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhận thức được sự cần thiết và ý nghĩa mà bảo hiểm nhân thọ mang lại, nhưng lại gặp nhiều vấn đề vướng mắc để có thể chọn được sản phẩm tốt nhất cho bản thân và gia đình. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng đã chia sẻ, người tham gia bảo hiểm nhân thọ cần đặc biệt lưu ý đến những vấn đề sau: xác định được nhu cầu, mong muốn và khả năng tài chính của bản thân. Đối với những người mới tham gia bảo hiểm nhân thọ thì cần tìm hiểu từ nhiều nguồn thông tin để nắm rõ những thuật ngữ, quyền lợi và bổn phận của người tham gia bảo hiểm nhân thọ. Có thể liên hệ cùng lúc với nhiều đơn vị tư vấn của các doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau để tìm được sản phẩm phù hợp nhất. Có thể tìm đến luật sư để hiểu cặn kẽ về một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Kiên trì, duy trì hợp đồng vì thời gian tham gia bảo hiểm càng dài thì lợi ích cá nhân về sau lại càng cao.